Cái này mình đang bán là linh sam đao điểm nha các bạn. Và mình bán cái gốc này nha các bạn. Nay bắt đầu được gần được 2 năm rồi. Hình như 2 năm rồi các bạn. Lâu quá mình không nhớ nữa. Có cây thì hoành nó khoảng, nó dao động nếu mà cái gốc á, cái gốc dưới này chắc khoảng, có gốc thì được 18, 19. Hồi xưa là mình trồng trong cái xe luôn nha các bạn, rồi nó bám xuống đất luôn. Mấy cái gọng vậy nè. Linh sam đao điểm nha các bạn. Mấy cái gọng này nó là mấy gọng ấy. Cái này mình bán số lượng nha các bạn. Còn bán lẻ là ấy khác nha các bạn. Bán số lượng. Mình bán số lượng để mình bứng lần giải phóng là một clip. Một clip này khoảng dao động 3 đến 400 cây. Clip này dao động khoảng 3 đến 400 gốc. Tại mình bán lần nửa clip đến một clip mình mới trồng được cây khác nha bạn, chứ bán lẻ lẻ. Bán lẻ lẻ nhiều khi mình không trồng là lọt chọt được, nhiều khi mình muốn trồng cây khác nhiều khi mình trồng không được. Bán lần nửa clip nha bạn, nửa clip này dao động khoảng 300 gốc á. Dao động 300 đến 400 gốc. Clip bự nhớ chắc 450. Cao lắm nha bạn. Cái này nó cao qua khỏi đầu mình rồi đó, mình đang đứng dưới nó cao qua khỏi đầu, nó cao khoảng 1m7 1m8 gì rồi đó. Cái tàn á nha. Nếu mà ai lấy giống thì lại vườn thì bứng như cái này, như cái này cái gọng đẹp lắm bạn. Này cái gọng có thể như cái này, cái hoành 20 nè, cái gọng 20 hai mấy nè, cái gọng rất là đẹp. Cái gọng nó gục xuống. Nó đã qua chi cành, nó có ráo. Hồi xưa mình đã chọn chi rồi, chọn chi. Này uống ngẫu nhiên thôi nha bạn, không phải mình uống mà. Thợ nó uống bỏ uống ngẫu nhiên ấy. Trời, đẹp lắm. Cái này để cắt ra là thành cái cây luôn, uống vô là thành cái cây luôn rồi. Linh sam đao điểm nha bạn. Cái này mình đang đa bán là nguyên lô nha bạn. Bán nguyên lô nha bạn. Bán nguyên lô và bán số lượng. Cái này là mình trồng trong xe rồi nha. Các bạn vũ ra là rễ nó cuộn trong đây nè. Trồng trong cái này nè. Cái này bứng cũng khỏe đó bạn, chọt chọt vòng vòng cái dở lên nè. Chọt vòng vòng đây nè. Chọt vòng vòng cái bầu này nè, cái dở lên. Hồi xưa mình trồng trong cái xe này nè. Ai mua số lượng lớn thì liên hệ với mình. Cái này mình bán sa cạ lớn nhỏ luôn. Cái này về làm mini, khoảng cùm tay mình á. Mấy góc cùm tay, mấy góc nhỏ hơn bán sa cạ bạn. Linh sam đao điểm, ai trồng lấy giống thì cái này nè, để nguyên cái bộ tàn này luôn, tỉa sơ sơ đem về trồng lại, mốt bầu nhánh bán, mốt bầu nhánh. Chứ cắt cái tàn, nếu mà cắt tàn cắt phôi chọc rồi cắt phôi cắt tới đây thôi bỏ lại tàn, nếu lấy phôi cắt lại phôi thôi gọn. Linh sam đao điểm nha bạn. Ai không biết dòng đao điểm thì cứ lên mạng nghiên cứu nha bạn. Và cái dòng đao điểm là mình đã nói hoài là rồi hoài nha bạn, nó chỉ có một dòng duy nhất trên thị trường à. Còn số chỗ nó bán cái dòng đao điểm gì tùm lum tùm la mình không có rành nha, cái đó mình không có nói động nghề nghiệp của người ta nha các bạn. Còn mình là mình biết là chỉ dòng đao điểm là chỉ có một cái dạng duy nhất là vậy nè. Lá nó trùng trùng, nhỏ hơn lá trùng tí xíu, rõ hơn lá trùng sâm hình á. Đẹp hơn mà nè. Lá đẹp hơn, nó ưu điểm nhiều hơn. Nên người ta mới gọi nó là đao điểm. Mình xem đao điểm nha các bạn, bán số lượng lô